Đây là phòng công chứng Việt An ở Bình Tân. Em và mấy anh em đang đi mua con xe này Mazda 3 2018 chị, mấy chấm 5. Ở bên kia người ta đang thi công công trình, nó hơi ồn tí xíu, chị thông cảm nha. Cái máy đang khoan xuống nè. Mới làm thủ tục ký công chứng xong, bây giờ cho em nó về showroom. Con này chỉ cần rửa sơ hút bụi là giao cho anh chị rồi. Xe rất là mới, mới chạy 4 mấy nghìn km thôi, full lịch sử hãng ha, bảo dưỡng đều hết. Xe có càm lùa, có lên cảm biến sau hết rồi, trắng biển Sài Gòn nha anh chị. Xe này bữa trước bên em bán ra à, còn cái tem auto chuyên biệt nè. Bây giờ khách đổi xe khác, bây giờ để lại cho bên em con này. Bên em bán nó bao quay đầu thoải mái, anh chị đi chán xe này muốn đổi xe hoặc là muốn lên đời, bên em thu lại giá hết thoải mái. Xe mới lắm anh chị, xe này chưa cần rửa đâu một phát là mới tinh nè. Đây, mới chạy 4 mấy nghìn km mà bảo dưỡng đều hết. Biển số Sài Gòn luôn, biển số Sài Gòn. Anh chị ở Sài Gòn mua thì tiết kiệm được tiền biển ha. Nó hơi bẩn, mùi bẩn tí xíu thôi, mà xe thì mới lắm. 47 nghìn km hả? 47 nghìn. Đây là sếp của em, anh Phát Huỳnh. Sếp tổng. Đây, con này thì 500 mấy thôi. Đây, bỏ xe đi, nó hơi dơ tí xíu. Con này thì vẫn còn làm ngân hàng được nha anh chị. Ngân hàng vẫn hỗ trợ mình được tối đa 70%. Xe này thì anh chị trả trước đâu đó khoảng khoảng 200 là có thể nhận xe rồi. Con này thì em bán lân quanh hơn 500 tí. Rồi, anh chị quan tâm xe này liên hệ Trương nha. Bây giờ em về, đưa em nó về showroom. Đây là phòng công chứng, phòng công chứng được Việt An. Vừa ký công chứng về em xong, đưa em nó về tỏa sáng. À, mở khoang máy cho anh chị xem nha. Em mở khoang máy, xe nó hơi bụi bẩn tí xíu anh chị thông cảm nhé, xe chưa dọn. Bởi em có khoang máy anh Phát, giật giùm em có khoang máy á. Con này gần như là không trầy gì đâu, bao nhiêu hết, trầy dăm dăm xả tóc vài chỗ. Đây máy nè chị, máy chỉ có bụi thôi. Đây máy nè, quay reset cho anh chị xem cái máy luôn nè, sạch sẽ ha. Ống cabo nè, xe chắc chắn là máy móc và nguyên sinh thế nào. Này sơ sơ quá trọng lanh, lúc giao bên em sẽ bảo dưỡng lại cho ha, bảo dưỡng thay nhớt lọc nhớt. Giao cho anh chị xe đẹp tươm tất, chỉnh chu luôn. Mấy cái này còn dài, tới tháng 8 2023 lận. Rồi, ok, cảm ơn chị xem video nha. Chị xem thích xe này alo Trương nha. Rồi, thank you.